Hello các bạn. Rồi hôm nay kênh Tôi Đi TV của chúng tôi sẽ làm một cái video mới nghiêng về cái hướng đó là thử thách kéo tài, một cái game rất là bạo lực. Bạn biết, có biết đây là gì không hả? Đâu anh nằm bóng của chúng ta hãy gồng chuột lên cho coi cái nào. Mạnh lên, lẹ lên, quầy già. Cái này cho hỏi là cái gì vậy hả? Cái này là mỡ đó. Đây là con chuột nè, đây mới gọi là chuột đây. Đây mới gọi là chuột nè. Lấy cái tài ra coi thịt ngáo. Đó, chuột chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, thấy chưa? Thì chúng tôi sẽ sử dụng cái cơ bắp này để mà đi thi đấu kéo tay với nhau, hay người dân gian của chúng ta hay gọi là vật tay đó. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nha. Người nào chiến thắng một ván sẽ được một cái thẻ Dragon Ball phiên bản. Phiên bản gì không biết nữa. Và nói chung là bây giờ bắt đầu. Anh Tony của mấy đứa thì không có cái phần thưởng gì nhiều, chỉ có một cái hộp giấy đồ bỏ này thôi à, cũng không có nhiều thẻ, đâu hơn có 1000 hà. Đó, ghê chưa, nhiều dữ lắm. Còn đây là cái bọc, cái hộp thẻ 200 thẻ trong này nữa đây nè. Wow, rất là nhiều. Quay ra lấy cái tay ra hết đi đó mà. Ai mở mở cái bọc ra cho tôi lấy cái coi. Đây chính là, trời đất ơi, cái thằng thành ngáo ba trận này nó làm cái trò gì vậy hả? Để thẻ lại, để thẻ trong bọc, để thẻ trong bọc đi. Ai mà kéo tài thắng một ván á thì tại hạ sẽ thưởng cho một cái thẻ Dragon Ball. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 người sẽ chia làm 3 cặp để mà thi đấu với nhau, và cặp nào chiến thắng sẽ dẫn vào chung kết. Người chung kết sẽ được 10 thẻ Dragon Ball. Anh Nghĩa sẽ thi đấu với Tiểu Phường, bởi vì hai bạn này là hai bạn nhỏ cho nên cùng sức có thể thi đấu với nhau. Cho hỏi chứ Tú Heo ăn cái gì mà khôn vậy hả? Cô nương tướng mập mạp như thế này mà lại đòi thi với cái cô nương ốm yếu như thế này, sự công bằng nằm ở nơi nào? Tú Heo sẽ thi đấu với Nằm Bóng sẽ thi với Tú Heo. Ok rồi, ok. Còn Thành Ngáo rất là ốm cái tay kìa, đau gụng chuột lên cho tôi coi cái. Thánh thần ở cái tay y như một cái cây sương vậy. Vị tiểu cô nương này và anh Thành Ngáo rất là giống nhau, cho nên hai người này sẽ là một cặp thi với nhau. Cái cặp nào muốn thi đấu trước nào? Cái cặp này, ok. Cái cặp này thi đấu trước đi, vào đây. Vào đây kéo tay đi mà. Chính là bây giờ chính là cái trận đầu tiên của trận kéo tài đạt cúp giải vô địch quốc gia Việt Nam. Rồi 1, 2, 3 kéo lên, kéo lên. Thành Ngáo, mày đang làm cái gì vậy hả? Mày là con trai mà tại sao mày lại yếu như vậy? Dạ ơi, yếu như vậy. Dạ ơi. Nhưng mà tại sao cô nương lại thắng? Ai mà biết, chứng tỏ là anh Thành Ngáo của chúng ta. Hey, Thành Ngáo đây là đệ tử đắc lực của tôi, nhưng mà thật sự là kéo không lại một cái cô tiểu cô nương lớp 3 nữa. Anh cảm thấy như thế nào? Rất buồn. Không phải buồn đâu, mà nhột như là một con cá nộc vậy đó. Rồi, đây chính là phần thưởng dành cho Phương Nghi. Phương Nghi, hãy rút ra một cái thẻ mà tự mình chọn một cái thẻ đi. Đi ở đây tự chọn một cái thẻ. Thích thẻ nào rút thẻ đó đi. Quê anh ơi, từ nay ta sẽ yêu nhau. Rút đại một thẻ đi. Ta yêu nhau không cần yêu. Rồi, được thẻ gì? Được thẻ gì? Gô tên. Gô tên, dữ dằn thiệt, rất là may mắn luôn rồi đấy. Rồi bây giờ tới cặp thứ hai, đó chính là Tiểu Phương và Nghĩa Đệ. Ba vào. Hai, khoan khoan, chuẩn bị tư thế. Đừng có giỡn, đừng có giỡn. Cái tài đi xích ở giữa một chút. Trời như thế này nè. Đúng rồi. Rồi đúng rồi, chưa từ từ. Từ từ. Điểm 1 2 3 cái đã. Đụng vậy thôi. 1. Đeo chơi kéo tay mà ở đây đeo vòng Phật tổ làm gì vậy hả? 1. Ngồi cao lên một chút mới có sức. 1, 2, 3 kéo đi. Mạnh lên. Rồi thôi, thua rồi, thua là thua, không có đổ thừa được. Tiểu Phương đã thua rồi, bây giờ để thẻ ở đây đi cho Nghĩa nó bốc thẻ nào bốc. Rồi, Nghĩa bốc thẻ nào. Rồi, được thẻ gì hả? Thánh thần người máy số 16. Cặp cuối cùng, cặp cuối cùng đâu?
38 kg đúng không? Đúng. Đúng rồi, 38 kg thôi, làm tròn ra 50 kg đi. 50 kg. 50 kg đâu ra. Đứng ở hàng thứ hai ở trong lớp. Và đây chính là anh Nam Bóng. Cho hỏi biệt danh anh trong lớp, nghe thiên hạ đồn là anh rất là mê gái có đúng không hả anh Nam? Đưa tay vào chuẩn bị cho nó công bằng. Cho nó công bằng nha. Thành Ngáo đang làm trọng tài. Cái gì hồi nãy anh Thành nói cái gì? Kêu con Tú cởi đồ hả? Cái gì vậy má? À cởi vòng ấy, tôi nghe lộn thôi đó mà. 2 3. Trời ơi, mạnh lên. Trời ơi, Nam đừng có thua nha. Nam mà thua là nhục lắm đó. Mạnh lên, Tú heo mạnh lên. Thần ơi, Nam mạnh lên Nam. Mình là lớp 4 không được thua lớp 3. Mạnh lên. Mạnh lên. Hai đứa này giằng co đang ở phút gây cấn, không có nhõng tay lên nha. Mạnh lên. Gái lên. Gái lên. Không lẽ Nam thua con gái sao Nam? Rồi. Mạnh lên. Tú ra coi. Trong tay làm cái gì vậy? Trời ơi. Cuối cùng thì Nam của chúng ta đã không cầm cự nổi với sức mạnh của Tú Sumo. Thật sự là quá mạnh các bạn. Mệt không Tú? Mệt. Khỏi với bạn Nam coi. Anh có nhường không mà sao lại thua vậy hả? Tại vì cái tay này em không có thận. Tay không có thận. Bây giờ mở Tú heo hay bóc một cái thẻ ra gamble bất kỳ đi đó mà. Rút ra đi, thẻ gì? Trời ơi, con nhỏ này nó thật là may mắn quá đi đó mà, nó bóc trúng cái con bu. Con bu này là cái thẻ này nó gấp, nó quý gấp 2-3 lần có thẻ khác á. Bây giờ có mấy đứa có muốn lấy hết cái cục thẻ trong tay của anh không hả? Muốn thì bây giờ anh có một cái điều kiện như sau. Một mình anh chấp hết mấy đứa nha, mà mấy đứa mà kéo thắng anh Vinh á thì anh sẽ cho mấy đứa hết cái cọc thẻ này. Và ngược lại mà mấy đứa kéo thua anh á thì con gái thì để cái áo lại, mà con trai thì để cái quần lại rồi đi về đó ha. Có chịu không hả anh Thành Ngáo? Chịu luôn. Thật, mà. Thật là lợi hại quá đi á. 1 2 3. Kéo thua anh Vinh. Không có thua. Thua phải giữ lại hứa, ở đây có mấy thẻ chia đều cho mấy đứa luôn nè. Ôi, mệt quá. Bây giờ sau khi chúng tôi đã thực hiện một cái thử thách đó là kéo tay ăn thẻ ra gamble, thì hiện tại cái tay của tôi rất là mỏi, bởi vì một mình tôi mà các bạn thấy tôi chắc ở đây là 1 2 3 4 5 6 đứa, làm sao mà tôi chơi nổi? 5 đứa làm sao tôi kéo nổi? Thì cuối cùng mà tôi đã thua hết là 18 cái thẻ ra gamble, rất là oan uổng các bạn ha. Bây giờ hy vọng cái video này các bạn sẽ yêu thích, và đừng quên nhấn vào gì đăng ký, rồi đừng quên chia sẻ trên nào, trên Facebook. Rồi đúng rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye các bạn đi. Bye bye. Thêm 3 2017 ra trời dẫn đầu, tôi viết kịch bản rồi dần dần tôi biết một ít khái niệm YouTube. Sau đó vài tháng thật hạnh phúc khi những video chính tôi làm ra được nhiều người thích. Thời gian sau xuất hiện bi kịch mà tôi chưa tìm ra lời giải thích. Những đố kỵ, những lời tục tiểu trên từng clip tôi cho ra. Thành công thì đi kèm chung gai, nhưng người không phải là cỏ đá. Không đau lòng khi có người ghét, chạy đạp tâm huyết cho công sức. Vài ba lời tôi muốn dành cho thành phần cá biệt được tỉnh giấc. Chúng mày chơi tao đi, nhưng mày vẫn xem bị hỏi ai đi. Chúng mày bảo tao xàm ngược, đúng ít nhất tao xàm có tiền. Chợt nhớ lại khoảng thời gian trước, tôi thật ngu ngốc tin lời người ta. Làm YouTube phải có máy quay, đầu tư vật chất phải có tất cả, từ phong cách cho đến trang phục để trở thành một YouTuber tài ba. Nhưng tôi chỉ cần điện thoại, phần mềm tư duy, đồ óc vẫn thành công mà. Chịu hay là xin để tăng lượng sub thì được chị không? Tôi chỉ muốn tự mình tạo ra lượng sub nhỏ nhỏ đã thấy an lòng. Nếu giờ bạn mới được nổi tiếng thì tôi khẳng định là không cần. Muốn phát triển thì phải nỗ lực hết sức có thể của bản thân. Có thể tôi sẽ chẳng được nổi tiếng như cái YouTuber ngoài kia, mà cái tên Tony mình sẽ có sâu vĩnh viễn ở trong trái tim bạn. Và nếu giờ bạn mới được nổi tiếng thì tôi khẳng định là không cần. Muốn phát triển thì phải nỗ lực hết sức có thể của bản thân. Có thể tôi sẽ chẳng được